sĩ Lê Xuân Hảo sinh năm 1983 tại Thái Bình. Năm 2005, anh đạt giải nhất giọng hát trẻ Hà Nội. Năm 2007, đạt huy chương vàng liên hoan nghệ thuật ba nước Đông Dương. Đặc biệt năm 2009, anh giành giải nhất cuộc thi Sao Mai dòng nhạc thính phòng, là gương mặt nổi bật của nhiều chương trình ca nhạc lớn, để lại ấn tượng là một mỹ nam với chất giọng trung trầm hiếm có của âm nhạc Việt Nam. Tốt nghiệp trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, anh được giữ lại trường làm giảng viên. Thuộc biên chế quân đội, Xuân Hảo có sự điềm đạm của một người lính, bền bỉ, tạo dựng tên tuổi, hết mình với đam mê, phát huy giọng trung trầm đặc trưng, ghi dấu ấn đậm nét trong lòng công chúng yêu nhạc. Kỷ niệm nào cho em, kỷ niệm nào cho anh. Vâng, nhân vật ngày hôm nay thì chúng ta đã biết đó là ai. Một người nghệ sĩ được gọi là nam thần của giải Sao Mai, sở hữu chất giọng trung trầm hiếm có. Anh đã kiên trì bền bỉ với niềm đam mê. Xin chào anh Xuân Hảo. Cảm ơn anh đã nhận lời tham dự chương trình trò chuyện cuối tuần của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chào MC Ngọc Trâm và xin chào quý vị khán giả của NTV. Quả thực là gặp gỡ anh Xuân Hảo ngoài đời thì Ngọc Trâm thấy anh Xuân Hảo rất là gần gũi và thân thiện. Còn cái vẻ nam thần thì chắc hẳn là quý vị khán giả cũng đang cảm nhận được rồi ạ. Anh vẫn rất phong độ và trẻ trung so với cái thời thi Sao Mai đúng không? Vậy thì Ngọc Trâm muốn hỏi là đây là lần thứ mấy anh đến với Nghệ An ạ? Xuân Hảo đến với Nghệ An rất là nhiều lần. Ở trong các cái show diễn của đài truyền hình, rồi các cái sự kiện, mỗi một lần đến với xứ Nghệ thì Xuân Hảo lại cảm nhận có một cái điều gì đấy rất là khác, đẹp hơn, và lúc nào cũng cảm thấy yên bình, như kiểu là mình quay trở về quê hương của mình, như quay trở về nhà của mình vậy. Vâng, cảm ơn. Lần nào đến với Nghệ An thì cũng được anh chị em bạn bè tiếp đón, có thể nói là rất là thoải mái luôn ấy. Vâng ạ, cảm ơn những lời nhận xét của anh Xuân Hảo. Anh Xuân Hảo này, khi mà nhắc đến anh thì công chúng thường nhắc đến một cái giọng hát basso số 1 của Việt Nam hay là giọng trầm số 1 của Việt Nam. Đó là những cái danh xưng mà rất là mỹ miều khi mà dành cho anh. Anh nghĩ sao về những cái danh xưng này ạ? Thì Xuân Hảo có phát hành 4 cái CD chuyên để cho những anh em chơi audio họ chơi về cái dòng nhạc xưa của âm nhạc Việt Nam. Thì Xuân Hảo thu ở những cái tông nó hơi trầm một chút, nó tạo ra những cái hiệu ứng có thể nói là tương đối tốt ở các cái bộ dàn âm thanh. Chính vì thế mà anh em chơi audio quý mến Xuân Hảo thì đặt tên cho là giọng basso số 1 Việt Nam. Vâng, vậy thì trong những ca khúc mà tông trầm thì anh yêu thích là ca khúc nào? Trong cả ba cái album thì Xuân Hảo thích có lẽ là ca khúc Tình Bơ Vơ. Vâng. Và Mùa Đông Của Anh, Rồi Mai Tôi Đưa Em. Vâng, vậy thì ngay bây giờ anh có thể thể hiện một đoạn thôi, gửi tới khán giả NTV được không ạ? Còn đây không gian xưa quen gót lầy, bên hè phố cây lá thưa chim đã bay, ngồi nghe yêu thương đi xa tầm tay. Giữa tiếng ru trầm vào cơn mê này. Vâng ạ, rất là tuyệt vời. Bây giờ thì Ngọc Trâm đã hiểu vì sao mà anh lại có cái danh xưng đấy ạ. Với giọng trầm thì nó đòi hỏi ca sĩ phải có một cái khoảng vang ở đoạn trầm rất là tốt. Trầm nhưng mà thật là xốp và có một cái độ lộng, có một cái độ cộng minh, cộng hưởng ở lồng ngực. Nó cái độ vang theo kiểu nó mềm, nó mềm và nó lộng khắp một căn phòng. Thật ra thì khi mà Xuân Hảo hát với dòng nhạc thính phòng thì Xuân Hảo vẫn cứ phải hát với một cái khoảng, có nghĩa là trung âm. Thế còn khi mà hát về thiên hướng về các ca khúc nhạc xưa, cái độ thấp như thế này thì mình cảm thấy nó có một cái gì đấy nó khắc khoải. Và mình cảm thấy trong lòng mình nó có một cái gì đấy nó tự sự. Ngọc Trâm nghĩ là có được cái giọng hát hay và đặc biệt như là giọng của anh Xuân Hảo thì ngoài cái tố chất, tài năng ra thì còn phải rèn luyện nữa đúng không anh? Xuân Hảo đã được học 8 năm ở trường Đại học Văn hóa Kỹ thuật Quân đội và sau này thì hoàn thiện thêm 2 năm thạc sĩ nữa, tất cả là 10 năm. Ngoài cái sự khổ luyện, cái sự yêu nghề, tất cả vốn sống ở ngoài xã hội rồi lại phải trưởng thành qua các cuộc thi. Nếu mà không được trưởng thành qua cuộc thi thì lại khán giả lại cũng không biết đến. Sau khi mà đạt một số thành công của một số cuộc thi thì anh bắt đầu chinh phục giải Sao Mai vào năm 2009 đúng không nào? Lúc đấy mới là cái thời gian mà mình chín muồi và mình thể hiện được bản thân của mình nhiều nhất ở cái năm đấy. Nhưng mà thực sự thì lại rất là run rất nhiều, bởi vì mọi người kỳ vọng vào mình nhiều. Nhưng mà sau cùng thì Xuân Hảo đã vượt qua.
tất cả là bằng cái sự nỗ lực của mình. Người Việt Nam tôi bao đời vẫn thế, 4.000 năm với những bề dâu, 4.000 năm với những khổ đau, vẫn hiên ngang vượt trùng dương ra biển lớn. Với mỗi thành công của Xuân Hảo đều luôn có sự nỗ lực hết mình và sự nghiêm túc với nghề. Anh không ngừng học hỏi và cầu tiến, tiếp tục vươn lên, khẳng định là một giọng ca chất lượng, hát nhạc thính phòng chỉn chu nhưng vẫn phóng khoáng, cách phối khí hiện đại. Đồng thời, anh cũng trải nghiệm ở dòng nhạc xưa, tiếp tục mang đến sự sáng tạo nhưng tôn trọng màu sắc nguyên bản, luôn giữ chất giọng tự nhiên, không quá lạm dụng vào công nghệ. Ở lối hát nhạc xưa, anh phát huy chất giọng đặc trưng, thực hiện các album hướng tới giới audiophile, trở thành nam ca sĩ hiếm hoi bán đĩa chạy nhất trong thời đại 4.0. Bây giờ chúng ta sẽ nói về Lê Xuân Hảo của hiện tại nhé. Anh là một người mà cống hiến hết mình với niềm đam mê, nhưng mà được quý vị khán giả cũng như là đồng nghiệp đánh giá là người mà luôn đổi mới sáng tạo trong những cái sản phẩm âm nhạc của mình. Vậy thì anh có những cái nguyên tắc gì? Với quan điểm của Xuân Hảo thì tất cả những cái ca khúc mà các nhạc sĩ họ đã cống hiến cả tuổi xuân, cả xương máu của mình để sáng tác ra những ca khúc cách mạng. Và đến thời điểm này thì Xuân Hảo thấy khi hát lên vẫn... nó vẫn cứ tràn đầy tất cả những cái cảm xúc nguyên vẹn như thế. Chúng ta có thể là mới bằng cách phối khí ở các cái cây nó mới hơn. Thế nhưng mà để mà nói, mà để mà làm mới hoàn toàn, để mà phù hợp với giới trẻ theo kiểu là phải phá cách đi, phải làm những cái gì đến nó quá là hiện đại thì Xuân Hảo thấy là nó cũng không hợp. Không cần thiết đúng không? Nó cũng không cần thiết và không hợp. Vâng, anh Xuân Hảo này anh đã ra mắt được 7 CD rồi. Tại sao anh lại quyết định anh sẽ hạ cái tông giọng thấp hơn so với các ca sĩ khác ạ? Cái thứ nhất thì mình cảm thấy đấy với thực sự là cái bản giọng của mình. Và cái nữa thì khi mà xuống một cái tông trầm thì nó lại tạo được một cái hiệu ứng rất tốt ở trên các cái bộ dàn âm thanh ấy. Nó tràn, nó đầy. Với cái sự phát triển của công nghệ số hiện nay thì có rất nhiều những cách để chúng ta có thể nghe nhạc, đặc biệt là nghe nhạc trực tuyến này. Vậy thì tại sao mà khán giả vẫn lựa chọn đĩa CD? Anh có thể lý giải cái lý do này không ạ? Có lẽ là đặc biệt ở cái chữ trầm đấy, khiến cho mọi người lạ lạ và mọi người thích, và mọi người đi mua rất là nhiều. Xuân Hảo đã bán được ngay trong cái thời điểm đấy là trong khoảng 20 ngày thì đã bán được khoảng hơn 2.000 bản rồi. Và tái bản ngay sau đấy. Vâng. Đến bây giờ thì tái bản lần thứ tư, thứ năm cái CD đấy rồi. Và người ta vẫn cứ đón nhận, vẫn cứ yêu thích. Thì đĩa CD vẫn mang lại một cái chất lượng âm thanh tốt nhất cho anh em nghe nhạc. Bây giờ các cái cách hòa âm phối khí và tất cả mọi thứ khi mà ta đưa vào trong CD thì nó rất là thật. Tất nhiên CD thì cũng vẫn là nhạc số. Khi mà nghe nhạc audio hay là nghe nhạc bằng đĩa CD thì cái âm thanh cực kỳ rõ nét, và lúc đó người ta có thể cảm nhận được rõ nét cái tiếng hát cũng như cái nét đặc trưng của từng ca sĩ thể hiện. Và chúng ta sẽ đến với album tiếp theo, đó là album Tình Trầm, Trịnh Công Sơn. Đúng. Vậy thì anh đã phá cách đem cái mới như thế nào vào cái nhạc Trịnh để khán giả nghe nhưng mà không thấy nhàm? Xuân Hảo yêu thích nhạc Trịnh từ lâu rồi. Thì Xuân Hảo đã quyết định sản xuất một cái album nhạc Trịnh Công Sơn với một cái lối hòa âm rất là đơn giản mộc mạc, đấy là acoustic, chỉ có một mình Xuân Hảo và một cái guitar thôi. Cái sự hòa âm phối khí nó mộc mạc đến gọi là đến hết sức có thể mộc mạc được, nó rất thật và nó ở một cái tông có thể nói là trầm nhất của Xuân Hảo. Trầm trong dòng nhạc Trịnh mà chưa ca sĩ nào phát hành ấy, thì Xuân Hảo lấy cái chữ trầm đấy và phát hành cho dòng nhạc Trịnh Công Sơn. Khi mà nghe mọi người nghe cái CD Tình Trầm Trịnh Công Sơn thì mọi người có thể thấy là nó sẽ khác biệt hoàn toàn với tất cả các CD khác hát về của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Những con mắt tình nhân nuôi ta biết nồng nàn, những con mắt thù hận cho ta đời lạnh căm, những mắt biết cỏ non xanh cây trái địa đàng, những con mắt bạc tình cháy tan ngày thần tiên. Và
bây giờ thì chúng ta sẽ thay đổi không khí một chút để chúng ta đến với những câu hỏi nhanh. Anh đã sẵn sàng chưa ạ? Ok. Vâng ạ. À, câu hỏi thứ nhất là ca khúc đầu tiên mà anh hát. Khi bắt đầu đi học thanh nhạc là ca khúc Người Mẹ Của Tôi của nhạc sĩ Xuân Hồng. Ca sĩ song ca ăn ý nhất. Ca sĩ Anh Thơ, Phạm Phương Thảo, Bùi Lê Mận, Huyền Trang và Lương Nguyệt Anh. À, người ảnh hưởng nhất trong sự nghiệp ca hát của anh là ai ạ? Là nghệ sĩ Bùi Gia Khánh. Sân khấu âm nhạc nào mà anh ngưỡng mộ nhất ạ? Những cái buổi hòa nhạc lớn ở chân tháp Eiffel ở Paris. À, cao 1m8 này, điển trai. Nếu như mà được mời làm diễn viên thì anh có đồng ý không? Xuân Hào nghĩ là không. Tại vì cái thời gian mà mình dành cho các cái việc đi diễn trong thanh nhạc nó đã nhiều quá rồi. Vậy thì phong cách thời trang mà anh yêu thích là... Thể thao. Vậy thì môn thể thao nào anh yêu thích nhất? Hiện tại thì Xuân Hào đam mê môn bóng bàn. Anh thích điểm nào nhất trên gương mặt của mình ạ? Có lẽ là mắt híp của anh thích. Với công việc một giảng viên thì có bao giờ anh được học trò tỏ tình không ạ? Có, Xuân Hào cũng từng được một số các em học sinh nhắn tin cho thầy. Và lúc đấy thì anh sẽ xử lý như thế nào ạ? Thì xử lý rất là bình tĩnh thôi. Xử lý theo một cái tâm thế của một người thầy. Có cái tật xấu nào mà anh Xuân Hào đang muốn mình sửa đi ạ? Ham chơi, nào là câu cá này, chơi chim cảnh này. Ngày trước là chim gà cá cảnh đầy đủ này. Xong lại diều sáo, xong lại xe máy phân khối lớn, đủ mọi thứ. Khi mà nói đến Xuân Hảo thì công chúng nhớ đến những cái bản tình ca của Nhạc Đỏ đúng không? Nhưng mà bây giờ thì thông qua cái thành công của album vừa rồi thì khán giả lại nhớ anh với cách hát của nhạc xưa nữa. Vậy thì trong tương lai có chuyển hướng không ạ? Với dòng nhạc thính phòng thì là cái nôi rồi, đưa mình đến với nghề rồi. Còn nhạc xưa thì là một cái cuộc chơi, là một cái gì đấy đam mê của Xuân Hảo. Song song trên hai con đường vẫn hát nhạc thính phòng cách mạng và vẫn ra mắt những cái CD nhạc xưa gửi đến công chúng nghe nhạc. À, vậy thì anh có thể chia sẻ cái quan điểm cũng như cái suy nghĩ của mình cho những cái bạn trẻ vẫn đang mong muốn theo đuổi cái dòng nhạc thính phòng như anh ạ? Chúng ta phải thực sự yêu thanh nhạc, yêu ca hát và đam mê theo kiểu là đam mê một cách cháy bỏng không thể thiếu được thì các em hẵng theo nghề. Chứ còn nếu như các em chỉ đến với thanh nhạc bằng gọi là một cái niềm đam mê hời hợt theo kiểu là chạy theo một cái gì đấy thị trường, nên dừng lại, không nên phí tuổi xuân. Cảm thấy sống không thể thiếu thì hẵng theo. Vâng, những lời chia sẻ rất là tâm huyết của anh Xuân Hảo. Vậy thì bây giờ anh Xuân Hảo có thể chia sẻ với Ngọc Trâm và quý vị khán giả về những cái dự định tương lai. Xuân Hảo làm giảng viên của trường Đại học Văn Kỹ Thuật Đội thì hàng tuần, hàng ngày thì mình vẫn phải lên lớp, lên giờ cho các em. Vâng. Ngoài những cái giờ lên lớp thì Xuân Hảo lại về có những cái show diễn, và xong công việc đấy thì lại thanh nhạc, lại đi thu âm để cho ra mắt những cái CD, thì cũng tiếp nối từ cái bản Tình Trầm số 1 đấy. Vâng. Thì Xuân Hảo cũng đem đến cho quý vị khán thính giả một cái hơi thở mới trong dòng nhạc xưa, cũng là ở những cái tông trầm thôi, cũng là một cái gì đấy khác và một cái gì đấy mình cũng rất là đau đáu. Và Ngọc Trâm cũng như là quý vị khán giả sẽ rất mong chờ những cái sản phẩm của anh Xuân Hảo, và chúc anh sẽ có thật là nhiều sức khỏe, là niềm đam mê nhiệt huyết để chúng ta có thể có được cái tinh thần cũng như cái năng lượng tích cực để chúng ta theo đuổi cái sự nghiệp ca hát và cống hiến cho âm nhạc của nước nhà nhé. Cảm ơn Ngọc Trâm. Xin kính chào quý vị khán giả. Và chương trình trò chuyện cuối tuần của chúng tôi đến đây cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.